Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của MX Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là sử dụng Google Earth này ở trên điện thoại iPhone. Dành cho những bạn nào chưa biết nhé. Ở đây mình đã tải ứng dụng này sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ xóa cái ứng dụng Google Earth này đi và hướng dẫn các bạn cách để mà tải lại từ đầu. Để mà tải được cái ứng dụng này thì các bạn sẽ phải chuyển vùng App Store qua bên Hoa Kỳ hoặc là Singapore hoặc là một cái nước bất kỳ nào đó. Chứ ở trên App Store của Việt Nam chưa có. Thì khi mà làm theo cái hướng dẫn của mình chuyển vùng App Store đấy, thì các bạn lưu ý nhé, là trong khi đang chuyển vùng thì các bạn phải làm liền mạch và không được thoát ra ngoài khi đang chuyển vùng. Tốt nhất các bạn nên sử dụng hai máy, một cái máy để các bạn xem video, còn một cái máy thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi, thì để mà các bạn có thể là tải được cái ứng dụng này thì việc đầu tiên các bạn vào phần App Store. Các bạn bấm vào avatar của App Store, các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Rồi, nó đến cái giao diện này, các bạn bấm vào quốc gia gạch vùng. Các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo xuống nhé, và kiếm cho mình sẽ chuyển qua bên Singapore. Nó vần chữ S, đây vần chữ N này, vần chữ Q này, đây, xét Singapore này. Các bạn kéo xuống nhé, cứ kéo xuống. Đây. Thì các bạn sẽ chọn vào phần Singapore nhé. Đây, các bạn bấm vào Singapore cho mình. Nó ở đoạn mấy cái vần chữ S này, xét này, Singapore này. Xong rồi kéo xuống một tí là thấy Singapore. Các bạn bấm vào Singapore. Đó, rồi. Các bạn lưu ý nhé. Đến cái đoạn này là các bạn không được thoát ra ngoài. Từ cái đoạn này trở đi mà khi mà chuyển vùng thì các bạn phải làm liền mạch nhé. Nếu như mà từ đoạn này trở đi mà các bạn đang chuyển vùng mà các bạn thoát ra ngoài, các bạn xem YouTube hay các bạn làm gì đó, thì nó sẽ bị lỗi App Store hay quốc gia nhé. Và các bạn sẽ phải chuyển vùng lại đấy. Cho nên là lưu ý từ đoạn này trở đi không được thoát ra. Ở đây các bạn bấm vào đồng ý này. Các bạn bấm vào đồng ý. Rồi, nó đến cái đoạn này các bạn bấm phần non, không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Tên họ thì các bạn ghi không dấu nhé. Mình tên là Lưu Huế thì mình sẽ ghi là Lưu Hoe. Tweet dòng 1. Các bạn đánh cái gì cũng được. Ở đây mình nhập là 678. Hai cái dòng đầu này thì các bạn cứ ghi bừa nhé. Ghi cái gì cũng được. Còn cái mã zip code này các bạn phải ghi giống mình. 178881. Các mã zip code là 178881 nhá, mã zip ở bên Singapore đấy. Số điện thoại thì các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào nhé. Hoặc không thì các bạn có thể là nhập bậy một cái số điện thoại nào khác cũng được, nhưng mà cái postcode này là các bạn bắt buộc là phải ghi giống mình nhá. Rồi số điện thoại mình sẽ nhập là 012345678. Số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn điền vào nhá. Của mình thì mình sẽ nhập bậy, mình bấm vào tiếp theo. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể thấy là cái App Store của mình đã được chuyển qua bên Singapore. Thì bình thường ấy là nó sẽ phải có cái chữ xong ấy, các bạn bấm vào cái chữ xong thì nó mới chuyển vùng App Store qua bên Singapore. Nhưng mà hiện tại thì mình hướng dẫn thì nó không có chữ xong. Nhưng mà các bạn cứ cần các bạn cứ làm y chang như vậy là sẽ chuyển vùng thành công nhé. Rồi đây thì các bạn sẽ chỉ cần tìm kiếm thôi, các bạn gõ là Google rồi. Đây Google Earth các bạn bấm vào. Đó, và chúng ta đã tìm thấy ứng dụng. Ở đây các bạn sẽ bấm vào nó và tiến hành là tải về thôi. Đó, cái ứng dụng này thì các bạn ngồi ở nhà và xem được bản đồ của trái đất đó. Mình thấy là cái ứng dụng này thì nó sẽ phát triển tốt hơn ở bên nước ngoài. Đó, cho nên là các bạn nào mà có nhu cầu mà như kiểu là muốn khám phá thế giới thì các bạn có thể là sử dụng cái ứng dụng này để đến một số những cái địa danh lớn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đợi cho cái app này nó tải xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng App Store về lại Việt Nam nhé. Và sau khi mà chuyển vùng App Store về Việt Nam xong rồi thì mình sẽ tiến hành, đó chính là mở cái ứng dụng này lên. Đó, các bạn xem video đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Rồi đây thì các bạn có thể, bây giờ mình có thể bấm Open để mà chơi, để mà vào cái ứng dụng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng App Store về Việt Nam trước đó. Rồi, để mà chuyển vùng, đây ứng dụng mình đã tải về nhé. Chuyển vùng App Store về Việt Nam thì các bạn vào lại App Store. Các bạn bấm vào avatar của App Store, các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Nhớ là phải làm liền mạch và không được thoát màn hình ra ngoài lúc đang chuyển vùng nhé. Bấm vào phần Continue gần, đó, nhớ là phải làm liền mạch cho mình. Đừng không được thoát ra đâu. Các bạn bấm vào phần Continue gần. Các bạn sẽ kéo kịch kim xuống phía bên dưới, Việt Nam ở dưới cùng ấy. Rồi, dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ tư, từ dưới đến lên. Bấm vào Việt Nam. Bấm vào EG nhé, bấm vào EG. Rồi, ở đây các bạn bấm vào không là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Phần đường này, các bạn nhập bậy đi, nhập cái gì cũng được. Đó.
Các bạn có thể là nhập giống mình hoặc là nhập khác mình cũng được nhá. Thành phố thì các bạn cũng ghi đại đi, mình sẽ ghi là HCM. Còn mã zip thì ở Việt Nam thì các bạn chỉ cần điền đúng 6 chữ số thôi là được. Mã zip của các bạn là ở tỉnh các bạn là gì thì các bạn có thể nhập vào nhé. Hoặc là các bạn nhập cái mã zip ở Việt Nam nhập 7-6 chữ số cũng được. Nó không quan trọng rồi. Cái mã số phone này thì số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn ghi vào nhé. Còn của mình thì mình hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập 7. Nhập 7 một số nào đó. Tại vì cái số điện thoại này nó cũng không quan trọng. Các bạn bấm vào next. Rồi. À thì bây giờ thì ra hóa ra bây giờ là chuyển vùng app to là bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào cái chữ next hoặc là cái chữ tiếp theo thôi là xong luôn. Bây giờ thì nó bỏ qua một cái bước phải bấm vào chữ xong mới hoàn thiện đó. Thì nói chung là cái chuyển vùng này nó cũng khá là dễ thôi. Các bạn cứ làm theo đúng cái hướng dẫn của mình là được. Đó. Rồi, thì khi mà chuyển vùng ấy thì thường là khi mà chuyển vùng thành công thì cái Gmail nó sẽ xuất hiện thông báo nhé. Còn nếu mà bạn nào mà không bật thông báo Gmail giống mình thì nó không có xuất hiện thông báo chuyển vùng thành công. Nhưng mà các bạn cứ làm theo hướng dẫn của mình này. Nhớ mình dặn nhé, là khi mà làm theo hướng dẫn của mình ấy, chuyển vùng ấy, là các bạn phải làm liền mạch và không được thoát ra ngoài khi đang chuyển vùng. Đó, tốt nhất là nên sử dụng hai máy, một máy của người thân để xem video, còn máy của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi đó, thì bây giờ ứng dụng này của mình đã tải về này, mình sẽ mở nó lên. Đó, thì mới đầu vào nó sẽ là hiện hình trái đất như này nhé. Các bạn muốn về cái trong trung tâm và cái chỗ của các bạn thì các bạn bấm vào cái la bàn ở đây. Bấm vào cái mũi tên. Bấm vào cho phép khi dùng ứng dụng. Đó rồi thì bây giờ nó sẽ đẩy cái vị trí của chúng ta về cái khu vực hiện tại của chúng ta nhé. Đó. Đây thì chính xác luôn là cái khu vực của mình, đó, đang ở. Rồi. Thì đây, đây các bạn mình sẽ cho các bạn xem về cái khu vực của mình đang ở này, đó. Khu vực này thì cũng khá là nhiều cây đó, các bạn có thể là sử dụng cái này để mà xem bản đồ ở chỗ các bạn. Rồi, hoặc là nếu như mà những cái địa điểm nhỏ thì các bạn không thể xem được bản đồ 3D như là người hay là xe cộ nhé. Tại vì á, mấy khu vực nhỏ thì vệ tinh nó không có thể soi được. Còn thường là ứng dụng này ở bên nước ngoài thì nó sẽ được hỗ trợ tốt hơn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm đến một cái khu vực nào đó đi, ví dụ như là suối tiên. Hoặc là các bạn có thể là chọn những cái địa điểm như là ở nước ngoài, như là ở Nhà Trắng ở Mỹ hay là một số những cái nơi khác. Chứ tại tại vì mình cũng không biết nhiều địa danh ở bên ngoài thế giới nữa, thì mình sẽ tìm ở suối tiên hoặc là Đại Nam. Đó. Hoặc là một cái khu vực bất kỳ nào ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể là xem được bản đồ 3D nếu như mà nó đủ lớn. Còn thường ấy, thì những cái khu vực lớn ở bên nước ngoài đấy, bất kỳ một nước nào các bạn tìm ấy, thì các bạn cũng có thể là xem được cái bản đồ 3D. Ở đây các bạn đóng lại nhé. Bản đồ 3D cũng như là bản đồ mà đường các bạn có thể nhìn rõ đường xá, xe cộ hay là vào cả những cái căn nhà lớn ấy, giống như kiểu nhà trắng ở bên Mỹ đó. Thì đây các bạn sẽ bấm vào cho mình, đó chính là cái hình người ở đây nhé. Đây, công viên văn hóa suối tiên này, đó các bạn có thể phóng to lên. Thì đây các bạn sẽ bấm vào 3D này rồi bấm vào hình người ở đây. Đó thì nó sẽ xuất hiện lên một số những cái khu vực. Đó các bạn có thể xem. Thì ở đây các bạn sẽ bấm đại vào một cái gì đó đi, nhưng mà nên bấm vào chấm xanh thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái chỗ mà các bạn muốn xem. Đó các bạn muốn xem ở cái khu vực nào. Ví dụ như là đây này, các bạn quay đây này. À, ở bên này thì nó sẽ vào trong nhá, còn là đường ở ngoài kia thì đi vào. Bây giờ các bạn có thể là tiến lên. Đó. Đây này các bạn có thể xem rõ này. Chuỗi nhà hàng phở đồng một đây này. Có menu đó. Rồi các bạn, ở đây thì các bạn có thể là xem được rõ cả cái menu luôn. Đó, các bạn nếu mà phóng to đây, mấy cái chữ bé này thì cũng hơi khó nhìn. Nhưng mà cái phần chuỗi nhà hàng menu đi, thì nhìn rõ, các bạn có thể là tiến sâu vào khu vực bên trong. Đó. Đó rồi, đây khu vực bên trong, các bạn tiến càng sâu vào để mà xem những cái khu vực mà các bạn muốn khám phá. Rồi thì cái trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà tải cái ứng dụng Google Earth ở trên điện thoại iPhone. Và cũng như là chỉ qua các bạn về cách sử dụng. Mình thấy là nếu mà các bạn muốn sử dụng chuyên sâu thì có thể là lên trên YouTube để mà xem hướng dẫn cách để mà sử dụng cái app này. Đó, còn cơ bản thì mình chỉ thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Các bạn thích video của mình đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.